Công dụng thần kỳ của bưởi với sức khỏe, loại quả này có vô số công dụng hay ho mà có thể bạn chưa từng nghĩ đến. Nhiều dưỡng chất và phục hồi vết thương nhanh chóng, có rất nhiều dưỡng chất có thể tìm thấy trong trái bưởi để mang lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh, vitamin C, chất chống oxy hóa, khoáng chất, protein, đặc biệt vitamin C dồi dào trong bưởi giúp xương của bạn thêm chắc khỏe và nhanh chóng phục hồi mọi vết thương một cách thần kỳ. Chữa sỏi thận nhờ vào vitamin C bởi giúp cơ thể triệt tiêu. Đáng kể, các viên sỏi thận, vitamin C có công dụng xử lý lượng các axit citric được tiết ra nhờ đó sỏi thận có thể giảm đi. Chữa bệnh đường hô hấp Hệ miễn dịch của cơ thể đôi khi là giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề hô hấp, những vấn đề do cảm lạnh, ho hoặc hen suyễn sẽ được giải quyết khi bạn chịu khó ăn bưởi mỗi ngày, đặc biệt là những người viêm xoang. Chống nhiễm trùng, nếu bạn đưa bưởi vào thực đơn mỗi ngày, hãy yên tâm rằng các căn bệnh liên quan đến tim mạch hoặc nhiễm trùng sẽ được ngăn cản triệt để. Chất flavonoid và chất chống oxy hóa vốn rất dồi dào trong bưởi sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể bạn, do đó cơ thể có thể chống chọi lại các loại virus gây hại. Quả có ích cho người giảm cân Gần như không có chất béo trong quả bưởi, các nhà dinh dưỡng học đã chỉ ra, mỗi 100g bưởi chỉ có khoảng 32 calo. Chỉ số này thực sự khiến những người đang cố gắng gầy hơn sẽ thích thú và yên tâm đưa bưởi vào thực đơn ăn kiêng của mình. Dễ bảo quản, không phải tự nhiên bưởi lại được ưa chuộng và thông dụng như vậy. Loại quả này không bị ảnh hưởng của nhiệt độ cao, bạn có thể giữ bưởi được vài tuần, thậm chí 3 tháng trong nhiệt độ phòng khi cất giữ trong tủ lạnh bưởi còn có thể tươi lâu hơn nữa. Đối với người Việt, bưởi còn thường được tận dụng cho những bài thuốc hoặc mẹo dân gian đơn giản nhưng hiệu quả cao. Bạn có thể tham khảo thêm như sau. Phụ nữ nôn ẹ thai kỳ Tép bưởi vắt lấy nước, đun với 100g đường trắng, 500g mật ong, 10ml nước gừng tươi cho đến khi có dạng sền sệt, để nguội bảo quản trong lọ sạch. Mỗi ngày lấy 2 đến 3 thìa pha với nước ấm để uống. Đây là cách tốt giúp các chị em bị nghén giảm các cơn nôn ọe khó chịu. Trứng khó tiêu, lấy phần trắng của củi bưởi, rửa sạch thái sợi rồi ngâm với đường trắng khoảng 1 tuần, khi nào thấy khó chịu có thể pha với 15 g với nước ấm để dùng. Ho, ngứa họng, hay ra đầm trắng. Bưởi đào tách lấy tép bên trong, ướp với đường thành siro, uống thay nước hàng ngày sẽ giúp bạn thoát khỏi những cơn ho và đờm khó chịu. Chữa dạ dày, hành tá tràng. Nếu bạn phải chịu đựng cơn đau vì lét dạ dày, hành tá tràng, hãy dùng 100g hạt bưởi để nguyên vỏ cứng, rửa sạch, ngâm vào 200ml nước sôi. Sau khi ủ 2-3 giờ, hạt bưởi tiết ra chất nhầy làm cho cốc nước đặc lại thì gạn bỏ hạt. Uống nước sau bữa ăn 2 tiếng, dùng liên tục đến khi bạn hết đau nhé.